Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ nhiều ngày, số vụ tai nạn giao thông tuy không tăng đột biến, song mức độ ảnh hưởng thì vẫn ám ảnh nhiều người. Ghi nhận của nhóm phóng viên về nỗi đau tai nạn giao thông là nội dung của câu chuyện y tế trong chương trình ngày hôm nay. Phần sổ tay y học là hướng dẫn cách phát hiện, phòng chống bệnh viêm da tiếp xúc và điều trị tăng huyết áp bằng y học cổ truyền. Trong phần hỏi đáp y tế là cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ về bệnh sỏi tiết niệu. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính nhiều người gặp phải, bệnh được xem như kẻ giết người thầm lặng và có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa. Điều trị tăng huyết áp bằng y học cổ truyền giúp kiểm soát tốt huyết áp, giảm được tác dụng phụ. Ngay sau đây, Lương Y Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Đông Y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu đến quý vị bài thuốc Đông Y điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Trong cuộc sống hiện đại, dưới tác động của môi trường sống, bệnh viễn vực của y học cổ truyền chính là bệnh cao huyết áp của y học hiện đại đang là bệnh rất phổ biến và đang dần trẻ hóa. Kiểm soát được áp huyết chính là giải pháp hoàn thiện giúp cho mọi người có một sức khỏe. Bài thuốc dùng để điều trị các chứng hồi hộp, lo âu, đau tức ngực, hoa mắt, chóng mặt, huyết áp tăng và mỡ máu. Sau đây tôi xin giới thiệu thành phần và tác dụng của bài thuốc thông huyết giãn hát tha. Bài thuốc này được đúc kết qua nhiều năm kinh nghiệm chữa bệnh cho nhân dân. Bài thuốc gồm có đương quy 16g, thục địa 16g, có tác dụng dưỡng huyết, bổ huyết. Xuyên cung 12g, bạch thược 12g, có tác dụng ích khí hòa huyết. Khi phối hợp với đào nhân 12g, hồng hoa 8g, đan sâm 16g, ngưu tất 24g, làm tăng tác dụng ích khí hòa huyết, dưỡng tâm, chấn kinh, thông lợi huyết mạch. Câu đằng 12g, khỏe hoa 12g, có tác dụng chấn kinh, an thần. Tác dụng của bài thuốc là ích khí, dưỡng huyết, chấn kinh, an thần, hạ huyết áp. Bài thuốc trên không dùng cho những người mệnh môn hỏa, suy và phụ nữ có thai sau tuổi 40 do chế độ ăn uống gây lên mỡ máu nhiều. Định kỳ thường xuyên 3 tháng một lần lên uống một liệu trình, trong đó là 10 tăng thuốc uống trong 10 ngày để ổn định huyết áp, giảm mỡ máu. Viêm da dị ứng tiếp xúc tuy không nguy hiểm, song triệu chứng của bệnh gây nhiều khó chịu cho người mắc. Để điều trị, cần tìm ra nguyên nhân chính xác gây bệnh và loại bỏ nguyên nhân kết hợp với điều trị triệu chứng. Trong mục sổ tay y học hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Trần Huy Hoàng, trưởng khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối sẽ chia sẻ cách phát hiện và phòng tránh bệnh viêm da tiếp xúc. Thì viêm da tiếp xúc là do phản ứng viêm da, do tương tác giữa da của cơ thể với tác nhân của bên ngoài. Thì nó theo hai cơ chế miễn dịch và cơ chế không miễn dịch. Viêm da tiếp xúc thì chia thành hai thể. Đó là thể viêm da tiếp xúc dị ứng và viêm da tiếp xúc kích ứng. Các yếu tố ảnh hưởng đến viêm da tiếp xúc gồm có hai yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong thường là do sự nhạy cảm của cơ địa hay cơ thể của bệnh nhân, gồm có tuổi, giới, khả năng thẩm thấu của da và vùng bị tiếp xúc hoặc sự mẫn cảm của tia cực tím. Thứ hai là yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài gồm có loại chất tiếp xúc, gồm có pH hoạt tính của hóa chất, hoặc là sự xuyên sâu của các chất kích ứng vào trong da, nhiệt độ cơ thể, hoặc yếu tố cơ học như áp lực, cọ sát, chảy xước, hoặc yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, hoặc là nồng độ của chất tiếp xúc, cách thức của chất tiếp xúc, ví dụ như dạng nước, dạng hơi, thời gian tiếp xúc. Về cách phòng bệnh của bệnh viêm da tiếp xúc, khi chúng ta phát hiện dị ứng hoặc là viêm da với các chất tiếp xúc, điều đầu tiên chúng ta loại bỏ các chất kích ứng hoặc dị nghiên mà chúng ta tiếp xúc đã biết. Thứ hai là xác định cơ địa nhạy cảm bằng cách đo độ đỏ của da, độ mất nước qua da hoặc dùng test áp để sàng lọc. Thứ hai là dùng kem bảo vệ thích hợp, tránh tắm rửa quá mức. Thứ ba là hạn chế dùng xà phòng, chất tẩy rửa. Thứ tư là chúng ta thường xuyên bôi kem làm ẩm, nhất là sau khi làm việc, để chống nứt nẻ, khô da và tránh sự xâm nhập của các chất kích ứng. Thứ tư nữa là dùng găng thích hợp khi làm việc trong môi trường có chất kích ứng, hay người ta gọi là bảo hộ lao động,
hoặc khi tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên mà chúng ta nghi ngờ. Cuối cùng là chúng ta tư vấn nghề nghiệp hợp lý cho bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân dị ứng với si hoặc dị ứng với sơn thì chúng ta tư vấn bệnh nhân đi găng tay hoặc là đeo khẩu trang hoặc bảo hộ lao động khi mà tiếp xúc trực tiếp với cái dị nguyên còn lại. Các bệnh nhân viêm da do ánh sáng thì thường là ánh sáng ở nhiệt độ cao và thời gian tiếp xúc là kéo dài. Một là che chắn bằng phương pháp vật lý, đó là mặc áo bảo hộ lao động bằng cách là đi găng tay. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta nên dùng kem chống nắng có độ SPF cao. Thông thường chúng ta thường dùng từ 50 trở lên. Thời gian tác dụng nó sẽ kéo dài hơn, được từ khoảng 2 đến 4 tiếng. Thì tránh thời gian tiếp xúc dài làm việc trong môi trường nắng nóng thì để tránh tổn thương của ánh sáng xâm nhập vào sâu hơn. Sỏi tiết niệu là một trong những nguyên nhân chính gây ra các căn bệnh đường tiết niệu ở cả nam và nữ. Khi sỏi không gây bế tắc đường tiết niệu thì chúng không gây triệu chứng gì trầm trọng hay tổn thương gì đáng kể. Khi sỏi gây bế tắc sẽ gây đau đớn, nhiễm trùng và suy giảm chức năng thận, thậm chí là tử vong. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Long, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa bác sĩ, sỏi tiết niệu là do nguyên nhân gì gây ra? Nguyên nhân gây ra sỏi tiết niệu rất là nhiều nguyên nhân. Thường thì do các cái yếu tố môi trường khoáng ở trong đường tiết niệu sẽ hòa tan vào trong nước tiểu. Ví dụ như là canxi, oxalat, urat. Khi bệnh nhân có những cái rối loạn về sinh lý bệnh phối hợp với những yếu tố thuận lợi của bệnh nhân, ví dụ sự đào thải nước tiểu quá ít, sự tắc nghẽn của đường tiết niệu, hoặc những cái rối loạn chuyển hóa của bệnh nhân, hoặc trên nền những cái bệnh nhân bị các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, ví dụ hút tiểu đường, cường canxi niệu, hoặc những cái trường hợp bệnh nhân nằm bất động quá lâu, thì những cái tinh thể ở trong đấy sẽ tạo thành những kết tinh ở trong nước tiểu, ở thận, niệu quản, bằng quang hay niệu đạo sẽ gây ra tình trạng sỏi tiết niệu, và lâu dần nó sẽ lớn lên và tạo thành những cái sỏi ở trong hệ tiết niệu. Bệnh sỏi tiết niệu thì có những biểu hiện gì thưa bác sĩ? Thứ nhất là những cơn đau quặn thận. Bệnh nhân có những cơn đau vùng thắt lưng hai bên, lan xuống vùng bẹn sinh dục cùng bên. Thứ hai là bệnh nhân có những rối loạn về tiểu tiện, ví dụ như là tiểu máu, tiểu buốt, tiểu rắt, thậm chí một số trường hợp là tiểu ra mủ nếu có nhiễm khuẩn nặng. Thứ ba là có những trường hợp bệnh nhân đến viện với những biến chứng của sỏi, ví dụ sốt cao, nhiễm khuẩn máu, bệnh nhân có thể có những bất thường như chóng mặt, rối loạn về tiêu hóa, rối loạn về tri giác, bệnh nhân có thể hôn mê hoặc có những cái biểu hiện nặng hơn của biến chứng của sỏi tiết niệu. Vậy thì khi có những cái biểu hiện trên thì người bệnh cần làm gì thưa bác sĩ? Mình cần đến gặp bác sĩ để điều trị sớm nhất có thể. Có thể mình thay đổi chế độ ăn, mình điều trị bằng thuốc nam hoặc là mình can thiệp lấy sỏi để hạn chế tối đa những cái biến chứng của sỏi tiết niệu gây nên cho bệnh nhân, đặc biệt là những biến chứng nặng, ví dụ như là giãn thận, suy thận, áp xe thận hoặc những rối loạn nặng của cơ thể ảnh hưởng đến chức năng sống của bệnh nhân. Một số trường hợp cần can thiệp để lấy sỏi ra, thứ nhất là những trường hợp sỏi ở trên đường đi của niệu quản dễ gây biến chứng ảnh hưởng đến hai thận, ví dụ đấy là sỏi tắc nghẽn, sỏi nhiễm khuẩn hoặc gây giãn thận, suy thận một cách nhanh chóng, người ta tính theo tháng, thì những cái sỏi lớn hơn 8mm, kích thước lớn và gây ra những cơn đau hoặc nhiễm khuẩn thì bệnh nhân phải đến để thực hiện lấy sỏi ra bên ngoài. Thứ hai là những sỏi gây ra tình trạng biến chứng cho bệnh nhân tái diễn, ví dụ nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn, đái rắt, đái mủ, đái buốt, đái máu tái diễn hoặc đau ở những vùng sỏi tái diễn thì bệnh nhân phải đến để thực hiện lấy sỏi ra, không nên để lâu sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chức năng của hệ tiết niệu và chức năng của toàn bộ cơ thể.
Thưa bác sĩ, làm như thế nào để phòng tránh sỏi tiết niệu? Để phòng tránh bệnh tiết niệu, thứ nhất, những người dễ mắc bệnh sỏi tiết niệu thì phải thực hiện chế độ ăn, hạn chế những thức ăn chứa canxi, ví dụ tôm, cua, cá, xương hầm. Còn những trường hợp khác thì cần phải uống nhiều nước, vận động thể dục thể thao đều đặn, tránh nhìn tiểu lâu. Có những bất thường về hệ tiết niệu thì mình cần phải đến cơ sở y tế để mình điều trị ngay ở những giai đoạn sớm nhất có thể. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Ngày nghỉ lễ tuần vừa rồi, số người nhập viện do tai nạn giao thông không tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, hậu quả của tai nạn giao thông vẫn để lại nỗi ám ảnh với rất nhiều người. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Cháu nó bị va chạm xe ô tô với xe máy, cháu đi xe máy. Bác sĩ bảo là vừa mới tỉnh xong nhưng mà cháu nó vẫn kiểu lúc nhớ lúc quên, nó cứ ngáo ngơ, nó cứ định vùng dậy, nó chạy, nó chẳng biết gì. Chị là cũng còn một mẹ một con thôi. Ôi cháu thì vừa mất, bây giờ gia đình không biết làm nào. Xót xa cho đứa con trai duy nhất bị chảy máu màng mềm bao quanh não bởi tai nạn giao thông. Đó chính là tâm trạng lúc này của mẹ bệnh nhân Nguyên, 19 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, đang nằm điều trị tại khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Còn đây là nữ bệnh nhân 40 tuổi ở huyện Kim Động, cũng nhập viện do tai nạn giao thông khiến chị phải khâu nhiều mũi ở nhân trung, sưng nề trán và xây sát chân tay. Vụ tai nạn xảy ra ngay khi chị đang trên đường về nhà. Em bị khỏi chỗ phố tâm cầu ấy. Em đi thẳng đường, thế là người ta đi ở đằng sau ấy thì em cũng không đồng ý, thôi người ta vượt lên, lại vượt lại mấy cái trong ấy, thế là người ta vượt lên, người ta lại chở một người nữa, lại có cái bao đằng sau nữa, thế là người ta lại đi ngang qua đầu xe của em, thế là em bị ngã ra, từ lớn giờ là không biết gì nữa. Bệnh nhân nam này 17 tuổi ở huyện Kim Động bị gãy xương đòn vì tai nạn giao thông. Giờ đây khi đang nằm điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, bệnh nhân rất hối hận vì đã lái xe ẩu, dẫn đến hậu quả tự gây tai nạn cho mình. Em né xe tông vào cái giải phân cách, em hối hận vì hôm đấy em đi chơi với cả em cũng bạn em cũng chở hơi ẩu, đi cũng không an toàn, không đội mũ, không an toàn, nên là xảy ra sự việc không mong muốn ạ. Ghi nhận tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, dịp nghỉ lễ không bị quá tải bệnh nhân, không có những ca bệnh nguy kịch, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trực tại khoa cũng vì thế giảm bớt áp lực. Trong 5 ngày lễ của năm nay thì cái lượng bệnh nhân vào là số lượng rất ít. Đấy, cả 5 ngày có 10 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, trong đó không có bệnh nhân nào bị say rượu. Nói chung là các bệnh nhân nhập viện là đều là ổn hết, về tính mạng thì không có bệnh nhân nào bị đe dọa. Thế còn là có 2 ca là bị gãy xương đòn thôi, nhẹ. Thế còn lại các ca khác thì nó bị chấn thương phần mềm thôi, chứ không có gì nghiêm trọng. Nói chung là những cái bệnh nhân này nhẹ cho nên là việc cấp cứu cũng không có vấn đề gì lớn. Đấy, các bác sĩ đều xử lý tốt rồi. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dịp nghỉ lễ vừa qua không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhưng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong. Lực lượng chức năng xử lý 143 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Mặc dù năm nay hầu như không ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia gây ra, nhưng vẫn còn đó tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, phần đường, chuyển hướng phương tiện không quan sát, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Do đó, đòi hỏi người tham gia giao thông phải nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông để chính chúng ta không phải thốt nên hai từ giá như. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.